các bạn đang đến với bản tin 17 giờ được thực hiện bởi báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 7 tháng 6 năm 2017 có những nội dung chính như sau. Nghi án đâm chết người tình rồi treo cổ tự tử. Tên cướp bắt trói giám đốc tống tiền 1 tỷ đồng. Bắt vợ chồng trùm đường dây cá độ ở Hải Phòng. Người chồng cũ đốt chết cả vợ con rồi tự thiêu. Bắt nhanh thợ hồ chém chết chủ nhà trong đêm. Người cha với con trai 5 tuổi trông xác bên hồng nhà Nghi vấn Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đòi từ chức Tàu sân bay Mỹ đã tên lửa diệt IS tại Syria Và sau đây là thông tin chi tiết Ngày 7 tháng 6, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đang điều tra cái chết của anh Huỳnh Duy Cường, 34 tuổi, và chị Nguyễn Thị Ngọc Hắc, 37 tuổi, cùng ngụ xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, theo thông tin ban đầu, chiều ngày 6 tháng 6, sau nhiều lần liên lạc với chị H không được, người thân của chị đến phòng trọ của chị H mới thuê ở mặt tiền tỉnh lộ 25B, đoạn thuộc xã Long Tân, huyện Nhân Trạch, thì phát hiện chị H chết khi trên người không mặc đồ, nằm gục trên giường với nhiều vết đâm. Còn Cường đã chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ. Theo lời kể của một người bạn chị H, được biết chị H đã ly hôn chồng, hiện thuê nhà tại xã Phú Đông để bán quần áo và nuôi hai con nhỏ. Gần đây, chị H thuê Cường đã ly hôn vợ tới phụ bán. Trong thời gian làm việc tại đây, Cường đã lấy trộm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chị H. Sau đó đòi chị đưa 70 triệu đồng mới trả lại giấy tờ, đồng thời nhắn tin dọa giết nếu chị tố cáo vụ việc cho công an. Từ những manh mối bước đầu từ hiện trường vụ án, cơ quan công an xác định Cường và chị H có mối quan hệ tình cảm với nhau. Có thể anh Cường đã giết chị H rồi sau đó treo cổ tự tử. tử. Thông tin vụ việc, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ. Hôm nay, ngày 7 tháng 6, công an huyện Phú Văn cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp Phan Bá Hải, 22 tuổi, quê Bình Định, trú tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Văn, Thừa Thiên Huế về hành vi cướp tài sản. Công an cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý Hải về hành vi bắt cóc tốn tiền. Vào sáng ngày 7 tháng 5, tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ may Thanh Phong, đóng tại xã Vinh Thanh, Hải bịt mặt dùng dao khống chế ông Nguyễn Thanh Phong, 32 tuổi, giám đốc công ty, để cướp 6 triệu đồng. Sau đó, Hải kéo ông Phong ô tô riêng của ông này và yêu cầu lái xe ra trụ ATM ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Người này trói uy hiếp bắt vị giám đốc đưa thẻ và mật khẩu ATM và rút từ tài khoản số tiền hơn 110 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hải lái xe mang theo giám đốc Phong về lại xã Vinh Thanh để tống tiền 1 tỷ đồng mẹ ăn Phong. Hải ra điều kiện có tiền thì mới thả người. Tuy nhiên, khi nghi phạm điều khiển xe ô tô về đến địa phận xã Phú Thuận, huyện Phú Văn thì xe bị tai nạn hải bỏ ông phòng bị trói trong ô tô rồi về nhà sau đó bỏ trốn vào miền nam sau gần một tháng truy xét cơ quan công an đã bắt giữ hải khi đang lẫn trốn tại phường tân thành thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk Lắk. tại cơ quan điều tra hải khai số tiền cướp được đã dùng vào những cuộc chơi bời trong thời gian lẫn trốn Tối ngày 6 tháng 6, Công an quận Hồng Bàng cho biết, hồi 10 giờ 30 ngày 3 tháng 6, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với phòng 6, cục C50, Bộ Công an bắt quả tang Đặng Mạnh Thành và Nguyễn Xuân Sơn khi họ đang thực hiện hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet. Để hoạt động, Thành đã tạo nhiều trang cá độ bóng đá nhỏ và giao cho các đối tượng khác trên địa bàn quận Hồng Bàng và các địa bàn khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng quản lý, tìm kiếm các con bạc trong địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời, Thành giao cho đàn em Sơn đi thanh toán tiền thắng, thua cá độ bóng đá cho các con bạc. Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, tổng số tiền cá độ là 4 triệu 500 nghìn điểm, mỗi điểm tương ứng là 50 000 đồng, tương đương 200 tỷ đồng. Tổng số tài khoản con bạc đã được tạo hơn 1 000 tài khoản. Thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra bắt quả tang đối tượng có 48 tài khoản đang hoạt động. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Thành và Sơn đã khai nhận hành vi. Công an triệu tập Nguyễn Thị Huế, vợ Thành và ba người khác ở Hải Phòng để làm rõ hành vi có liên quan. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng, cả bốn người đã khai nhận hành vi tổ chức cá độ. Hiện Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 nghi can để tiếp tục điều tra mở rộng. Trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 23 giờ 20 ngày 6 tháng 6, đại tá Nguyễn Bá Đoàn, trưởng Công an thành phố Cam Tranh, Khánh Hòa cho biết các lực lượng chức năng bắt đầu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra vụ ba người chết cháy trong nhà bà Nguyễn Thị Lý 40 tuổi ở phường Cam Lộc thành phố Cam Ranh. Theo thông tin vào khoảng 18 giờ 20 cùng ngày, người dân địa phương phát hiện ngôi nhà bà Nguyễn Thị Lý bốc cháy dữ dội. Sau khi phá cửa, dập tắt đám cháy, lực lượng, lượng chức năng phát hiện 3 thi thể cháy đen. Ba nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Lý, ông Trần Hải Dương 39 tuổi, chồng cũ của bà Lý và cháu Dương Hoàng Đạt 13 tuổi, con riêng của bà Lý. Đại tá Nguyễn Ba Đoàn thông tin thêm, kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là vụ án xuất phát từ mâu thuẫn gia đình nhiều khả năng người chồng cũ khóa cửa đốt chết cả vợ cũ và con riêng của vợ cũ rồi tự thiêu. Tuy nhiên, do nghi phạm và các nạn nhân đều đã chết nên chưa thể kết luận mà phải tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng ngày 7 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Công an huyện Tuy Đức và các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một người chết xảy ra vào tối ngày 6 tháng 6. Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 6 tháng 6, anh Trịnh Đình Đại, 45 tuổi, trú xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, có mời nhóm thợ đang xây nhà cho mình uống rượu. Trong đó có Trần Ngọc Linh, 29 tuổi, trú xã Kiến Thành, huyện Đắk Lắp. Trong lúc uống rượu, giữa anh Đại và Linh đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Linh đã lấy con dao chém vào vùng trán khiến anh Đại bị thương, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Nhận được tin báo, công an huyện Tuy Đức đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng. Sau hơn 2 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Tuy Đức đã nhanh chóng bắt giữ Trần Ngọc Linh khi đối tượng đang lẫn trốn tại xã Quảng Trực. Diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp trong bản tin tới. Vào hôm nay, ngày 7 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo yêu cầu tăng án, giữ y án 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1983 về tội giết người. Sau khi sơ thẩm, đại diện phía nạn nhân đã làm đơn kháng cáo yêu cầu tăng án đối với bị cáo Tâm. Hội đồng xét xử thấy vụ án không xuất hiện tình tiết mới, liền quyết định bắt kháng cáo giữ nguyên án của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Theo hồ sơ, Tâm và chị Nguyễn Thị Chính, 42 tuổi, quen biết và chung sống với nhau như vợ chồng tại khu phố 4, phường Trảng Đài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Cả hai có 4 người con, trong đó có con thứ hai là cháu T, sinh năm 2010. Đầu năm 2015, vợ chồng Tâm gửi con đầu về nhà nội nuôi dưỡng vào tháng 9 năm 2015, Tâm nhận bạn gái mới về nhà chung sống. Từ đó, Tâm thường xuyên đánh đập vợ cũ, khiến chị phải đưa con út trong nhà ra ở riêng. Hai cháu còn lại ở với cha. Không lâu sau, người tình mới của Tâm cũng bỏ đi. Chiều ngày 15 tháng 9 năm 2015, Tâm dọn cơm ăn cùng hai con. Cháu Tê nhớ mẹ không chịu ăn cơm mà đứng khóc thì bị Tâm quát mắng. Cháu không nín mà còn khóc lớn hơn. Tâm tức giận, dùng chân đạp vào ngực cháu Tê khiến cháu văng vào tường rồi ngã sắp mặt xuống nền nhà thấy con đến khóc đứng dậy tâm tiếp tục quát nạt rồi bắt con vào phòng nằm ngủ khoảng 5 phút sau cháu tê nôn oái. tâm lau dọn rồi tiếp tục uống rượu và đi ngủ sáng hôm sau tâm vào phòng ngủ gọi cháu tê dậy thì phát hiện con trai đã chết cứng do sợ bị phát hiện tâm đến nhà hàng xóm mượn một cây xà beng và một cây xẻng đào một cái hố ở hành lang bên hông ngôi nhà sau đó tâm mang xác con trai bỏ xuống trong lấp để phi tang hơn một tuần sau, nhận được tin báo về sự mất tích của cháu T, công an đã triệu tập Tâm làm việc. Tâm đã thú nhận mọi hành vi phạm tội và chỉ nơi giấu sát con. Hãng tin ABC News cho biết, quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã trở nên căng thẳng đến mức ông Sessions xin từ chức. Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Sessions bắt đầu rạn nứt vào khoảng tháng 3 vừa qua, ông Sessions khi đó đã quyết định từ chối dính đến bất kỳ hoạt động gì liên quan đến cuộc điều tra nga can thiệp bầu cử mỹ và mối quan hệ giữa đội ngũ ông trump với quan chức nga theo tiết lộ của abc news tổng thống mỹ chỉ được báo về quyết định này vài phút trước khi ông Sessions công bố với truyền thông một số nguồn tin cho biết quyết định từ chối dính líu của ông Sessions là một trong các thất vọng lớn nhất của ông trump kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay quyết định của ông Sessions khiến ông trump đến giờ vẫn còn thấy khó chịu hai nguồn tin thân cận với Tổng thống Mỹ tiết lộ, trong nhiều cuộc gặp riêng với ông Sesson, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích gây gắt về quyết định này. Một số nguồn tin cho biết, bản thân ông Sesson cũng đã bắt đầu bực tức về các chỉ trích của ông Trump và đã đưa ra đề nghị từ chức. Trong tuyên bố chính thức diễn ra ngày 6 tháng 6, hảo quân Mỹ khẳng định nhóm tàu sân bay tấn công Charles H. W. đã tiếp tục thực hiện các sứ mệnh không kích hỗ trợ chiến dịch triệt tận gốc. Cùng ngày, lực lượng dân chủ Syria S. SDF cũng đã tiến hành các chiến dịch bao vây thành phố Tra được IS xem là thủ đô của đế chế tự xưng. Tàu sân bay USS Charles Bruce đã đến khu vực giữa Trung Hải vào ngày 5 tháng 6. Trước đó, tàu cũng đã tham gia tiến hành chiến dịch không kích và pháo kích đánh IS từ vùng biển phía đông địa Trung Hải vào đầu tháng 3. Trong tuần trước, Lầu Đông Góc đã thông báo sẽ bắt đầu cung cấp vũ khí cho SDF, hỗ trợ nhóm này giành lại thành phố ra qua từ tại IS. Những vũ khí cung cấp bởi Mỹ bao gồm súng máy và súng trường nhằm hỗ trợ lực lượng dân quân người khung chủ lực của SDF theo thông tin từ lầu năm góc quân số FDF hiện có 55.000 người trong đó có đến 26.000 người là quân khung ở Syria thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ ngày hôm nay của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bản tin ngày mai bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh belo.vn. Bản tin 17 giờ Nhân nhanh chóng, kịp thời, chính xác.